Nếu bạn đang chơi Epic 7 và có nhu cầu nạp game hay là mua bán tài khoản với giá tốt cùng độ uy tín cao thì có thể ghé qua wingame.vn. Link chi tiết có ở dưới phần mô tả nhé. Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ đem đến các bạn các cập nhật của Epic 7 trong những tuần đầu tháng 3. Mở đầu chính là Arena Oak Season Ending, các bạn, kết mùa Oak Season của Arena vào ngày 3 tháng 3 hoặc là ngày 4 tháng 3 tùy vào server của các bạn. Và cùng với đó là mở Pre-Season luôn, còn Contention Season sẽ đến ngày sau đó. Thì đây là Arena thường, nhưng mà nếu các bạn có để ý đến thứ hạng Legend này kia thì các bạn hãy chú ý đến những cái ngày kết mùa của Arena nha. Tiếp theo là Epic Pass các bạn, và kỳ này chúng ta sẽ được gặp skin của Senya. Thì như thường lệ, Epic Pass sẽ diễn ra trong vòng ngày 29 tháng 2 cho đến ngày 28 tháng 3 các bạn, trong vòng khoảng tầm 1 tháng. Các bạn có thể dùng Skystone để mở cái Premium Epic Pass giá là khoảng 900 Skystone. Và thêm 900 nữa, có nghĩa là tổng cộng 1800 Skystone, các bạn sẽ có Premium Epic Pass kèm với skin của Senya luôn. Thì nếu các bạn đang trong ngóng skin, đây là cơ hội để có thể rước về. Và phần quà của Epic Pass thì nó cũng như những kỳ trước, không có gì thay đổi nhiều các bạn. Còn đây là chân dung skin của Senya, từ tộc người biến thành tộc thú các bạn, có tai có đuôi. Special Mystic Summon sẽ là cập nhật tiếp theo. Từ ngày 29 tháng 2 cho đến ngày 21 tháng 3 các bạn, khoảng tầm 3 tuần, Banner Mystic sẽ cho phép các bạn chọn một trong số các hero 5 sao và một trong số các hero 4 sao để có thể tự thiết lập cái banner mà các bạn muốn. Thì trong những hero 5 sao và 4 sao đó đó, những hero nào mà ra mắt trong vòng 6 tháng gần đây sẽ không được chọn các bạn. Có nghĩa là hero 5 sao Moonlight mới nhất chính là Shu, còn 4 sao Moonlight mới nhất chính là Infinite Horizon Arcades các bạn. Thì lưu ý, đây là một cái banner Mystic cho phép bạn chọn hero, nó không phải là selector. Có nghĩa là các bạn sau khi chọn hero xong vẫn phải dùng Mystic Medal để summon nha. Các bạn lưu ý cái sự khác biệt đó. Một tiếp theo các bạn, Special Side Story Romantic Gateway sẽ đến tuần thứ 2, cũng là tuần cuối cùng của cốt truyện này luôn. Cốt truyện của tuần 2 sẽ kéo dài từ 29 tháng 2 cho đến ngày 7 tháng 3 các bạn. Và trong cái cốt truyện này thì các bạn cứ đi map bình thường, đọc cốt truyện xong rồi đi map farm cái Snowflake Promise này xong rồi đi đổi đồ thôi. Nói chung là cũng không có gì quá khác biệt và quá khó với lại một cái side story. Nhá hàng về Advent side story các bạn, Advent của lửa. Thì tuần này chưa có kịp ra Advent đâu, mình nghĩ là sẽ tuần sau. Thông thường là một tuần nhá hàng xong rồi một tuần sẽ ra mắt chính thức cái Advent này các bạn. Một thông tin rất là gấp rút chính là kết mùa 1 của Rift các bạn. Cái combo Zeon of Zero Defect City sẽ kết lại vào ngày 3 tháng 4. Là các bạn còn khoảng tầm 1 tháng nữa để có thể farm Rift. Thì cái này cũng hơi bị nhanh đó. Hiện tại team Rift của mình auto được rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có max level Rift. Bởi vì cái content này nó yêu cầu phải farm khá là nhiều, nhưng mà kết mùa lại rất là sớm các bạn. Mình không hiểu là nhà phát hành này đang tính toán cái gì, và không biết là mùa 2 nó có dễ hơn hay không. Hy vọng là sẽ dễ hơn các bạn để có thể farm đồ được đỡ hơn một chút xíu. Banner thì chúng ta sẽ có một tuần ra banner của Senya cũng như Artifact Spear và New Dawn, đúng vào cái dịp mà có skin của Senya luôn. Banner kéo dài một tuần các bạn, 29 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, cùng với lại banner của Amid tuần cuối cùng. Về Coin Shop thì sẽ được làm mới từ ngày 1 tháng 3. Shop bình thường chúng ta có Sharon Tywin và Politis. Shop Moonlight chúng ta có Spectre Tenebria, Dark Horvus và Strays. Nhưng mà nào có nhu cầu có thể tranh thủ đợt này. Một vài cái cập nhật khác thì cũng không có gì đáng chú ý, nhưng mà đáng chú ý nhất chính là cái mục này các bạn. Bây giờ các bạn có thể sắp xếp thứ tự target khi mà các bạn đi đánh hình, cũng như là đi đánh những cái trận mà auto battle, các bạn có thể chỉnh thứ tự luôn. Thì cái điều này rất là hay, nhưng mà nó chỉ ghi có một dòng ngắn gọn vậy thôi. Mình cũng chưa biết là chi tiết cơ chế này như thế nào, không biết là mọi màn PvE đều có hay là như thế nào, và không biết là team mình có cơ chế này hay không, hay là chỉ có team địch. Nhưng mà trước mắt thì trong cái hình ảnh mình thấy là có thể sắp xếp thứ tự auto đánh vào địch, thì đây là cũng là một cơ chế rất là hay, giúp cho các bạn set up những cái team nhất định để có thể đi hình đi PvE được dễ dàng hơn các bạn. Đây là cơ chế khá là hay. Rồi ngoài ra thì cũng không có cái gì mới khác ở dưới này, có cái bug thôi, thì nếu bạn nào để ý bug có thể xem thêm. Rồi và đó cũng chính là toàn bộ các cập nhật của Epic 7 tuần đầu tháng 3 các bạn. Hy vọng là clip sẽ mang đến thông tin đầy đủ. Rồi còn bây giờ thì chắc chúc các bạn chơi game vui vẻ ha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau.
Tạm biệt các bạn, bye.